Nếu con nó quyết định là mẹ đơn thân thì tôi cũng ủng hộ con. Ôi, bây giờ chị suy nghĩ tiến bộ thế. Nếu mà lúc trước á, chị nhảy cổ cổ lên rồi. Giờ tôi cũng đang muốn nhảy cổ cổ lên đây này. Nhưng mà tôi nhảy lên thì mất con. Bọn trẻ bây giờ nó độc lập nên nó mạnh mẽ lắm. Thôi, chị cứ tự tin lên, hỏi đúng hai câu thôi. Hỏi thế nào? Lan, con có thai với ai? Câu thứ hai, cho dù con có thai với ai hay con là mẹ đơn thân, mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Ui dù ui, hai câu này đi vào lòng người luôn. Ngon anh nhở? Ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ. Ăn đồ Nhật ắt chết đi được. Thôi đi, không phải là vì em không thích ăn đồ Nhật, mà là em đang tiết tiền cho anh. Cũng đúng, mà anh đi làm cả ngày mệt rồi, tiêu tiền hết vào em như thế là không được. Em ngoan nhở? Ngoan. Khổ, con biết rồi, nhưng mà cái vấn đề đây không phải là của con. Nếu mà bây giờ con có bầu và bầu với ai thì con cũng sẽ đẻ. Con sợ thì mà con phải giấu bố mẹ. Nhưng mà nó không phải là của con. Thì trong cái nhà này không phải con thì là ai nào? Được anh. Dạ. Mày đi ra mua ngay chị mấy que đây để chị thử cho mẹ này. Okay, mẹ đi mình luôn. Cứ phải thế cơ. Em đi luôn.